Chào thầy và các bạn, hôm nay em xin trình bày về hai nội dung ăn cơm nguội mắm sống có tác dụng như thế nào và cơ chế ghép phân. Em xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Bảo Trâm, đến từ lớp học cổ truyền khóa 45. Nội dung trình bày gồm 3 phần. Thứ nhất là ăn cơm nguội, thứ hai là ăn mắm sống, thứ ba là ghép phân. Cơm nguội chứa hàm lượng tinh bột đầy kháng, hay còn gọi là kháng tinh bột, cao hơn so với cơm vừa được nấu chín. Kháng tinh bột là một loại chất xơ mà cơ thể không thể tiêu hóa. Tuy nhiên, loại tinh bột này có thể được lên men trong đường tiêu hóa nhờ một số loại vi khuẩn có lợi. Khi lợi khuẩn phát triển, chúng lấn át và tiêu diệt những vi khuẩn có hại, nên có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ đường tiêu hóa. Quá trình lên men tạo ra các axit béo chuỗi ngắn ảnh hưởng đến hai hóc môn peptide là glucagon 1 và peptide II, điều chỉnh cảm giác thèm ăn của con người. Ngoài ra, hai hóc môn này còn được gọi là hóc môn chống đái tháo đường và béo phì, do chúng có khả năng cải thiện độ nhảy của insulin, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu và khả năng giảm lượng mỡ tích tụ ở phần bụng. Từ thế kỷ 19, đã có nhiều công trình khoa học khẳng định về hàm lượng dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh của mắm. Theo nghiên cứu mới đây của hai tiến sĩ thuộc khoa dinh dưỡng Đại học Montreal, Canada, các loại mắm truyền thống chứa một lượng lớn DHA, một loại axit béo quan trọng, đóng vai trò trong việc phát triển trí thông minh, phát triển võng mạc và hoàn thiện hệ thần kinh. Chúng ta đều biết rằng DHA có vai trò hoàn thiện trí não cho thai nhi và cho trẻ sơ sinh. Đối với người trưởng thành, loại axit này giúp phòng chống các bệnh về tim mạch, đột quỵ, các bệnh về khớp và hạn chế lượng đường trong máu đối với người bị tiểu đường. Một nghiên cứu khác của Viện Chăm sóc Sức khỏe Thái Lan công bố rằng sau 6 tháng được bổ sung DHA, những bệnh nhân cao tuổi có triệu chứng mất trí nhớ đã có những chuyển biến rất tích cực về sự minh mẫn và trí nhớ. Đối với người Mỹ và châu Âu, nguồn DHA chủ yếu được tổng hợp từ sữa động vật, và điều ít ai biết rằng một lượng lớn DHA cũng được lấy từ các loại mắm tôm, mắm cá, đặc biệt là mắm tôm là lợi khuẩn vô cùng rẻ tiền của người châu Á. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng mắm là một nguồn dinh dưỡng giàu protein và vitamin B, với chi phí rất thấp như vậy, lại giàu dinh dưỡng đến mức có thể tạo ra sự khác biệt về IQ ở trẻ. Ghép phân, hay còn gọi là cái ghép vi khuẩn trong phân, là việc chuyển phân từ một người hiến tạng khỏe mạnh đến một người nhận, giúp thay đổi trực tiếp thành phần hệ vi sinh vật đường ruột của người nhận và mang lại lợi ích sức khỏe. Việc lạm dụng kháng sinh gây giết chết nhiều những vi khuẩn tự nhiên trong ruột, cho phép vi khuẩn phát triển và hoành hành. Chất độc từ vi khuẩn tiết ra làm hỏng niêm mạc ruột đến tình trạng viêm đại tràng. Việc điều trị vi khuẩn bằng kháng sinh không thành công. Vì vậy, gần đây, các cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã cho phép sử dụng ghép phân cho những bệnh nhân bị viêm ruột do nhiễm trùng không đáp ứng với cách điều trị thông thường. Cơ chế ghép phân FMT, ghép phân phục hồi vi khuẩn tốt trong đường ruột bằng cách sử dụng vi khuẩn tốt từ những người đã hiến tặng, đã qua sàng lọc đảm bảo không có bệnh truyền nhiễm. Qua phương pháp nội soi, phân khoảng một nắm tay được trộn với dung dịch nước muối, dùng ống nội soi bôi lên toàn bộ ruột. Hiệu quả của phương pháp này là lên đến 90%, một kỳ tích đáng kinh ngạc vượt xa các phương pháp điều trị khác. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.